Hi, xin chào mọi người. Hôm nay mình dẫn cháu mình đi học nha. Hai. Ok. Dạ. Trường cũng gần thôi, nên là đi bộ. Còn cháu mình thì nó đi skate. Okay. That's my mom. Trời ơi, hai bà cháu mà cứ vậy là biết khi nào mới tới trường. Nhà ở bên đây quá là đẹp, cứ như là trong phim. Yahoo. Mọi người mới xem con này. Ôi, mèo đẹp chưa kìa. Hello. How are you? Hey man, come here. I can touch you. Okay. He's run away. Don't go. Con quỷ này nhìn cái mặt nó khó ưa vải luôn á cả nhà. Coi kìa, nó bỏ đi rồi. Đồ mèo, đồ con mèo, không thèm chơi với mày nữa. Tao dẫn cháu tao đi học không thèm chơi với mày nữa mày. Oh, it's cool. Come in. Yeah. Your school, huh? Yeah. Okay. À, phải đóng cửa lại nha. Okay. Không đóng là mấy bạn nhỏ khác chạy ra ngoài. La 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 la. Ủa, có cầu thủ. Bập bên nè, bàn ăn. À, mà đi lên lầu hả? Lên cầu thang cả nhà đi. Oh dear. Ây da, trời ơi. Oh no, don't lock me. Trời. Tưởng ta không biết mở hả? Tưởng cậu Nhi mà không biết mở hả? Đây là ở trên lầu. Có xích đu nữa. Trường ở bên đây dễ thương quá nha. À, mình đi vô. Ồ. Cái cổng gì đây? Hello. Hey, why are you filming? Yes. Why are you taking picture? No, it's you can huh? Here. Can camera here? No. Oh, sorry. Trường không có cho quay phim. Cô giáo mới ra làm cho thằng Tăng. Không hiểu gì luôn. Nhưng mà đại loại là không cho quay phim. Chắc là vì vấn đề an ninh cho trẻ em ở đây. Nó không sao. Mình sẽ đi những nơi khác để chia sẻ cho mọi người. Bây giờ là mình sẽ đi siêu thị. Siêu thị dễ thương không? Không biết đây người ta cho quay phim không nha. Đây cho quay phim không mom? Biết hả? Để vô đi. Vô rồi hỏi. Ấm quá. Cái ngoài gì nó không thấy.
tại tao không biết là tao từ nước tao qua tao. Không, để hỏi. Can I record video? Thank you. Yeah. Okay. Ngang ngang ngang. Mua dâu à? Mami bao nhiêu tiền? Trời ơi, trái dâu mà nó to, nó mọng nước kìa. Trái cây, rau. Đồng hả? 22 đồng à, bây giờ 20 đồng là 550 ngàn hả? 50 ngàn đúng không? Một đợt một crew nó là 25 ngàn đúng không? Chị Hai cái dặn con rồi đó, chứ một crew nó là 25 ngàn. Vậy là 50 ngàn. Một crew nó là 2.500. Thì bây giờ 10 crew nó là 25 ngàn đúng không? Đó 50 hả? Ừ. Đó 25. 22 là khoảng gần 60 ngàn. Gần 60 ngàn đó. 60 ngàn tiền Việt Nam. Ở bên đây mình xài đồng gọi là kruna. Một kruna là bằng 2.500 tiền Việt Nam. Cũng dễ tính. Bánh mì ở nước ngoài nó hơi khô và cứng. Hồi trước mình có đọc một cái thông tin là có vẻ như là cơ hàm của người nước ngoài họ khỏe hơn mình á. Nên là mình làm bánh mì là phải khô và cứng hơn ở Việt Nam. Mình ăn thì mình sẽ thấy như vậy đó, nhưng mà họ ăn thì họ thấy không sao hết, họ không thấy gì, họ không thấy khô và cứng giống như mình. Bên đây là xe là thấy mình là phải tự động nhường, không cần khe. À, có chiếc này. Đấy, họ phải tự giảm tốc độ, chứ không là ba phải mình là sẽ vi phạm. Thậm chí mình không cần nhìn thấy họ luôn. Qua giờ mình đi xe hơi với gia đình á, thấy nhiều thành phần gọi là cắm mặt vô điện thoại á, cắm mặt vô game, cắm mặt vào game đi băng qua đường. Mà xe hơi phải tự động giảm tốc độ, phải thắng lại hết. Tại vì nếu mà đụng trúng là coi như là bạn vi phạm. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video của mình nha. Chúc mọi người có một ngày làm việc nhiều may mắn. Xin chào.